Xin chào mọi người, mình Đánh cái đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm series review game nha các bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ review game ngôi sao bộ lạc. Ok, mình bắt đầu vào game luôn. Vào nệm. Mình đang vào đào nếm, à đào nấm. Đuôi gà hồi sinh lực dựa tăng tốc độ. Đúng cái gì à? Tôi có cái giày này. Giày chạy nhanh hơn đấy các bạn. Ồ, có thằng. Ôi, mình nhặt cái quay tay lôi kéo vào chi rồi. Mình nhặt quay tay. Ôi, đi qua đây. Để đợi rồi. Ôi, game này chơi rất là hay đâu các bạn ơi. Để mình chơi được một tí, mình đã thấy hay rồi. Ôi, mình đánh bắt chết hai thằng cùng lúc. Nhớ dùng cầu điện. Thả tính LV1. Game mình kết thúc. Tôi thập được cái 500. Mình đi vào đầu hạng. Ôm chọn 140 con này. Mình chọn Đạc Lạc. Ok. Ô đây là cái con cả 6 này. Nhảy lậm. Ô mình đang đánh thằng lời một. Ông chạy nhanh nhở. Đánh nhau. Nó sắp tới rồi các bạn ơi. Chạy đi. Chết. Ô có một thằng nữa này. Sắp tới rồi. Ô thằng kia tìm mình. Ô, nó có cái rồi. Hai double kill. Tìm mình vào được double kill. Ô nó cần chết rồi. Ở chết rồi. Mình cần đà. Cái này khó chịu quá. Tôi không một tốt lắm. Để em đi trên này tìm con boss. Ô mình đã double kill rồi. Triple kill. Lên cả thế giới. Mình cấp 6 rồi này. Mình cân 2 luôn. Mình biết thêm nào nữa. Mình lại luyện 2. Cấp 3 kia rồi.
rồi. Ô mình chết rồi. Ôi chơi game này hay quá. Mình đánh qua. Mình có thể thu thập mấy cái vàng vàng này để mình cấp. Ủa team mình đang bị đánh nhỉ? Ồ, đeo nhiều thằng ấy. Chơi game này không ạ? Như mình đang top 1 thì sao á? Alo, mình đang top 1. Mình mới chơi được mình chơi cái game. Thằng nữa này. Chạy đâu? Lại chết rồi. Mình cấp 11 rồi các bạn ơi. Mình lít 14 chết 1. Lại thằng nữa làm gì tình. Thằng nữa lại sao. Mua rồi 2280 điểm. Hôm lần đầu tiên mình chơi và mình chơi hay đấy. Đó, mình cho các bạn xem này. Mình đứng đầu 161. Rất là hay. Ok, mình đang đến hệ với căn cứ nữa nào. Mình được cái gì rồi? Mình đang bậc thổ dân 2. Mình vừa level 1. Thư này. Thư chẳng có gì. Đây là ID của mình nha các bạn. 553091895111. Các bạn có thể kết bạn với mình để cần chơi của mình nhá. Tôi nhận thưởng. Mình không hiểu gì.
Để mình xin lỗi nhé. Hình như đã rất nhiều tiền luôn các bạn ơi. 1.000 tiền rồi. Để mình vào nâng cấp. Tôi nâng cấp chả có gì đâu. Thu thập. Mình có mỗi cái 500 nhân vật, có mỗi 2 con thôi. Vừa đắt thế, làm sao mình mua được. Bét có 3 con thì mình có mỗi 1 con rồi. Ở đâu? Vô tình. Đã theo giúp hồi nhiều sinh nỗ lực. Ai trời đậu. Tôi mình để dành tiền mua mà cái này đâu. Ở phòng chốt tạo phòng thì có tạo phòng, bánh nệ, solo cùng bolero và quan tao trái bom. Điện phẩm của bạn. Nhưng nệ bên bây giờ nó V3 mới mở rồi. Ok, mình tạo phòng. Quan tao trái bom. Thôi, bây giờ mình đến đây là dài rồi. Nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe kênh mình nhé. Vậy à, video mình đã kết thúc rồi. Bye bye. Hẹn gặp các bạn vào video sau.